السؤال الثالث الذي تسأل عنه في قبرك. Và câu hỏi thứ ba chúng ta sẽ được hỏi khi chúng ta ở trong ngôi mộ của mình. من نبيك عليه الصلاة والسلام؟ نبي của chúng ta là ai؟ هو محمد. Đó chính là Muhammad. ابن عبد الله. Con của ông Abdullah. ابن عبد المطلب. Con của ông عبد المطلب. ابن هاشم. Con của Hashim. هاشم من قريش. Hashim chính là người của bộ tộc Quraysh. قريش من العرب. Quraysh đó là bộ tộc của Arab. العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. Arab chính là con cháu dòng tộc của Nabi Ibrahim và Ismail عليه السلام. نعم. له من العمر 63 سنة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 63 سنة. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم سمو trên trần gian này 63 năm. 40 قبل النبوة. Và 40 tuổi trước khi Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم nhận thiên khải. و 23 نبيا ورسولا. Và 23 năm đó chính là quãng đời của Nabi của Muhammad trở thành một vị thiên sứ, một vị sứ giả của Allah. هو نبي ورسول عليه الصلاة والسلام. Và Muhammad chính là một vị nabi, một vị sứ giả của một vị thiên sứ mà Allah Subhanahu wa ta'ala lựa chọn. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين الجن والإنس. لم يبعث فقط للعرب، لا، لكل الخلق. Và Allah Subhanahu wa ta'ala đã gửi sứ giả Muhammad صلى الله عليه وسلم cho tất cả mọi người, kể cả cho con người hay là cho loài jin. يدعو إلى توحيد الله. Và người kêu gọi đến với tauhid của Allah. يحذر من الشرك. Và người cảnh báo tất cả mọi người về shirk. بلغ كل شيء عليه الصلاة والسلام. Và người tuyên truyền tất cả mọi thứ về Allah Subhanahu wa ta'ala. دين النبي صلى الله عليه وسلم كمل. Và لا يستطيع احد ان يبتدع شيئا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. Và tôn giáo mà Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم mang lại đó chính là một tôn giáo vô cùng trọn vẹn, vô cùng ổn định và không có bất cứ thứ gì có thể đổi mới được. كل خير فقد دل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، كل شر حذر عليه الصلاة والسلام الأمة منه. Tất cả những điều tốt đẹp Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã ra lệnh cho những cộng đồng mình làm và tất cả những điều xấu xa tội lỗi thì Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم đã cảnh báo cộng đồng của mình. ولد بمكة. Và người sinh ra ở مكة. وهاجر إلى المدينة. Và người di cư tới المدينة. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس فرضها الله سبحانه وتعالى. Và cuộc hành lễ 5 lần một ngày được ban xuống ở đó. ومات النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق وما يلحق البشر. Và Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم cũng sẽ chết giống như bao người khác.